Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 30 tây tháng 10 nha anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 30 lô ha. Hôm nay thì lên máy siêu đẹp siêu VIP anh em ơi. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là có những cái hàng máy giá rẻ phía trên nha anh em. Đây những cái máy nhỏ lẻ, hàng máy giá rẻ ha. Phía trên này là những cái dòng máy 5, 6, 700 ngàn ha. Cho anh em thợ mình về mình bán siêu lời nha anh em. Ở đây thì em bán cho anh em là giá sỉ giá rẻ nha anh em. Bao hơi bao lửa bao đủ đồ cho anh em luôn. Và giá trên này là chưa kèm phí ship nha anh em. Anh em nào chốt máy thì cộng ship giùm em. Rồi phía trong là những cái lô máy siêu đẹp nha anh em, Magu rồi ha. Magu Sinewa Echo 260. Rồi em vô con máy đầu tiên anh em, con máy đầu tiên là con Mitsu. Mitsu T100 ha. Rồi con này thì bán cho anh em là 450 nha. Con số 1 nha anh em, 450 nha. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Mitsu T100. Con này là nòng 30 ly nha anh em. Mitsu T100. Rồi con này thì bán giá rẻ 450 ngàn nha anh em. Con số 2 là con Hitachi 26cc nòng 34 ly ha. Con này 800 ngàn, số 2. Tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Hitachi nha anh em. Đây 26cc nòng 34 ly. Con này 800 ngàn, số 2. Số 3 là con Kawasaki TD24 nha anh em. Con này còn siêu mới luôn. Đó, anh em thấy không? Nước sơn. Nước sơn còn cực kỳ mới nha anh em. Con này thì là tum gời ha. Tum gời bố cung nhỏ. Tum gời bố cung nhỏ ha. Con số 3 650 ngàn, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ nha anh em. Kawasaki TD24. Con này còn cực kỳ mới luôn. Rồi giá cực kỳ rẻ nha anh em. Con số 3 650 ngàn. Con số 4 là con G2K Komatsu nha anh em. Dòng máy Komatsu G2K bình xăng trên ha. Bình xăng trên nha anh em. Thiếu cái nắp bua e thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ. Bao hơi lửa luôn, nắp xăng nắp bua e nha anh em. Rồi con số 4 này 1,4 triệu ha. Tay lái dài, đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Con số 4 1,4 triệu G2K. Con số 5 là con Mitsu TB nha anh em. Mitsu TB ha, con này còn cực kỳ đẹp luôn. Con này thì là TB23 nha anh em. Con này là Mitsu TB23. Chế của nó là chế ga ngang anh em, One Bago 2 kim, lê đỏ tự động luôn. Con này là Mitsu TB23. Dòng máy Mitsu nha anh em, tum là tum liền tum nhựa ha. Tay lái là tay lái tròn nha anh em, đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Con số 5 này là 1 triệu, Mitsu TB23 nha anh em. 1 triệu. Tiếp theo là con số con số 6 là con Komatsu G2KC. Con này là dòng máy Komatsu nha anh em, chế là chế ga ngang, One Bago luôn. Thiếu cái nắp xăng với nắp e. Thì em gắn cho anh em đầy đủ ha, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Con này là tum liền nha anh em. Con số số 6 này là 650 nha, tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ ha. 650 ngàn. Tiếp theo là con số 6. Số 7 nha anh em. Số 7 là con Tanaka. Tanaka nha anh em, con này thì còn cực kỳ mới luôn. Chế với tông ga. Con này là con tum gời nha anh em, bao đẹp cho anh em luôn. Con này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp ha. Rồi con số 7 là 650 ngàn, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ nha anh em. Con này là nòng 33 ly ha. 24cc. 247 nha anh em. Anh em thấy không, con này phải nói là bao mới luôn. Tum rồi còn trắng tinh. Nước sơn nè. Bao đẹp nha anh em. Rồi con số số 7 là 650 ngàn. Tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là Echo Hitachi nha anh em. Lô này là Echo trắng nha. Lô này thì là số 8, 700 ngàn một cây anh em. Cực kỳ mới luôn. Mấy cái dòng máy này thì là nó chạy rất là ổn định nha anh em. Nó xài chế là chế ga ngang ha. Chế ga ngang luôn nha anh em. One Bago luôn. Echo Hitachi. Lô này còn cực kỳ mới nè anh em. Rồi lô này thì em thấy là có hai tay lái tròn ha. Còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì lúc nào cũng bao đủ nha anh em. Bao đủ đầu bò chén kẹp ha.
Rồi lô số 8 3 triệu rưỡi 7 cây. Ủa 5 cây anh em 700 ngàn cây, 5 cây 3 triệu rưỡi ha. Lô số 8. Ê chùa trắng. Còn cực kỳ đẹp nha anh em, bầu mới luôn. Anh em thấy không, nó cực kỳ đẹp ha, bao mới cho anh em luôn. Con này phải nói là như máy trong thùng nha anh em. Chế của nó là chế ra ngang ha, chế ra ngang. Chế ra ngang quanh bờ gồ hết nha anh em. Đây, một chiếc trợ lực luôn. Rồi, lô số 3, số 8. 3 triệu rưỡi. Tiếp theo là lô số 9. Lô số 9 là sinh đi qua nha anh em, sinh đi qua 230, 240 và 250. Lô này thì số 9. 3 cây 3 triệu anh em, 1 triệu cây. Tay lái là tay lái dài hết ha, đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Sinh đi qua. Sinh đi qua short 230, 240. Con này là 250 nha anh em. Rồi lô này thì tay lái là tay lái dài hết ha. Lô số 9 3 triệu, 3 cây. 1 triệu 1 cây nha anh em. Rồi lô số 9. Lô số 10 là hai con Nativo. Hai con Nativo. Hai con này thì là giá cực kỳ rẻ ha, 600 ngàn cây. Hai cây là 1 triệu 2 anh em. Chế của nó là chế gà ngang luôn. Chế gà ngang luôn nha anh em. Rồi lô số 10, 1 triệu 2 hai cây, 600 ngàn cây. Tay lái là tay lái dài hết ha. Rồi đầu bò chắn kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 10 1 triệu 2. Lô số 11 là lô giá rẻ nha anh em, Tanaka. Tanaka Power nha anh em, cực kỳ đẹp ha. Rồi cái tum này thì là nó chốc nước sơn nha anh em, về mình chà chà trắng ra luôn ha. Mình chà cước chà trắng luôn. Chế của nó là chế quanh bờ gồ nha anh em, le đỏ tự động luôn nè. Ga ngang le đỏ tự động. Rồi Tanaka Power, lô số 11 500 ngàn, 3 cây, 1 triệu rưỡi nha anh em. Lô này thì là tay lái, là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ hết cho anh em. Lô số 11 1 triệu rưỡi 3 cây 500 ngàn cây. Lô số 12 là Echo anh em. Echo 220 ha. Rồi che Echo này thì nó là dòng máy nòng 32 ly anh em, 700 ngàn cây, 2 cây 1 triệu tư. Tay lái dài hết ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ hết cho anh em luôn. Lô số 12 1 triệu tư 2 cây, 700 ngàn cây anh em. Echo 220 nòng 32 ly ha. Cái này là nòng 32 ly nha anh em. Lô số 13 là lô cơm Matsu. Cơm Matsu 26cc nòng 34 ly nha anh em. Rồi con này thì nó là tum gầy, nó hơi chốc sơn nha anh em. Tum liền. Lô số 13. 4 triệu 050 ngàn nha anh em. 1 triệu 350 cây. Tay lái là tay lái dài hết ha. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ. Lô số 13. Cơm Matsu 26cc nha anh em. Lô số 14 là Shindewa. Shindewa Movie đứng nha. Cái dòng máy này chạy cực kỳ bền nha anh em, cực kỳ bốc luôn. Lô số 14 1 triệu 2 2 cây, 600 ngàn cây. Tay lái thì một tròn một dài nha anh em. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ luôn. Lô số 15 là hai con Echo Kiwis 235 230 nha anh em. Rồi lô này thì 850 ngàn cây, 2 cây 1 triệu 7. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp theo bao đủ nha anh em. Echo Kiwis 230 235. Máy còn cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Shindewa Cơm Matsu Echo. Lô số 15. Rồi tiếp theo là lô số 16. Lô số 16 là hai con Echo 251 253 ha. Mấy con này thì chạy cực kỳ cho bò nha anh em, cực kỳ khỏe luôn. Tum là tum gời của Echo. Lô số 16, 800 ngàn cây, 2 cây 1 triệu 6. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ nha anh em. Cái dòng máy này chạy cực kỳ khỏe luôn nè. Echo 253, 251. Rồi lô số 16 là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn 2 cây, 1 triệu 6 ha. Lô số 17 là Magu 20. Magu 20 nha anh em. Mấy cái dòng máy Magu này phải nói là cực kỳ mới luôn. Mới tinh luôn nha anh em, bình xăng là trắng sáng luôn ha. Cái này là bình xăng mơ, bình xăng zin hết nha anh em chứ không phải là bình xăng mới ha. Rồi Magu 20.
lô số 17. Lô này thì là 800.000 cây anh em, 8 cây 6.4 triệu. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp thì bao đủ nha anh em. Đầu bò chấn kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Tem mát đầy đủ luôn. Lô số 17 6.4 triệu, 8 cây 800.000 một cây anh em. Magu 20. Anh em thấy không? Cực kỳ mới luôn. Tum đít rồi còn trắng tinh. Bao mới luôn nha anh em. Rồi lô này thì em thấy là tay lái dài hết luôn ha. Tay lái dài hết luôn. Cực kỳ đẹp. Rồi lô số 17 6.4 triệu, 8 cây 800.000 cây. Lô số 18 là Makita. Lô này thì là Makita 23 nha anh em. Có một cây là Hà 25 nòng 34 ly. Đầu bò chán kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài hết ha. Con này là 25cc nha anh em, nòng 34 ly. Còn ba con này là nòng 32 230. Lô số 18 3 triệu 4 cây 750.000 cây. Số 18. Lô số 19 là Govin Makita Cốc nha anh em. Lô này thì là nòng 30 ly ha, nòng 30 ly. Chế của nó là chế ra ngang nè anh em. Chế ra ngang ha. Rồi lô này thì ba tay lái dài, một tay lái tròn. Đầu bò chấn kẹp thì bao đủ nha anh em. Lô số 19 2.4 triệu, 4 cây 600.000 cây ha. 600.000 cây. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Lô số 19. Lô số 20 là Echo 260 nha anh em. Echo 260. Echo 260. Echo 265 luôn ha. Cái này là 262 nha anh em. Rồi lô này thì 26cc nòng 34 ly. Lô số 20 1.250.000 cây, 4 cây là 5 triệu nha anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chán kẹp theo bao đủ hết cho anh em luôn. Lô số 20 5 triệu 4 cây 1.250.000 cây. Lô số 21 là Magu nha anh em. Magu 26cc nòng 34 ly. Rồi lô Magu 26 thì số lượng nó nhiều anh em, cho nên em chia ra cho anh em là 1, 2, 3 lô anh em. 3 lô Magu 26 ha, cho anh em tham khảo và lựa chọn nha anh em. Lô số 21 này là 6.6 triệu, 6 cây 1.1 triệu một cây ha. Magu 26cc nòng 34 ly. Rồi lô này là tum liền hết nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chán kẹp theo bao đủ ha. Thiếu cái đầu bò thì em gắn vô cho anh em đầy đủ luôn. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Số 10, số 21 1.1 triệu một cây. 6 cây là 6.6 triệu. Magu 26cc nòng 34 ly. Còn cực kỳ đẹp nha anh em. Tum đồ còn trắng tinh nè. Nòng 34 ly. Lô số 21. Rồi đem quay mặt trước cho anh em xem ha. Còn cực kỳ đẹp nha anh em. Thiếu nắp xăng với nắp bue thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Magu 26cc nòng 34 ly. 1.1 triệu một cây nha anh em. Bao hơi lửa. Đây là Echo 260. 4 cây. Makita Cốc. Govin cổ ngỗng. Rồi đây là Magu 20 nha anh em. Magu 20 cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo là cái lô số 22. Lô số 22 là cơm Masu nha anh em. Đây là cơm Masu 22 23 luôn ha. Đây đầu bò chấn kẹp theo bao đủ hết cho anh em luôn. Magu 22 23. Lô này thì bán cho anh em lộn xộn ha. 950.000 cây. Con 2.000 anh em, 2.000. 22 23. Rồi lô này lô số 22. 950.000 cây, 6 cây là 5.7 triệu nha anh em. Cơm Masu. Tay lái thì có một cái tay lái tròn, hai tay lái tròn nha anh em. Có hai tay lái tròn ha. Rồi đầu bò chấn kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Dòng máy cơm Masu. 2.000, 2.2, 2.3. Lô này bán chung cho anh em luôn. Đây con này 2.000 nha anh em. 2.2. 2.2 ha. Đây. Rồi lô này thì là 950.000 cây, 6 cây là 5.7 triệu, lô số 22. Lô số 23 là Shindewa 3 số nha anh em, Shindewa 3 số. Shindewa 3 số.
232 anh em, 232, 231 ha. Rồi xin đi qua ba số. Lô này còn cực kỳ đẹp nha anh em. Lô này là tay lái là hai tay lái dài. Ba tay lái dài, ba tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Xin đi qua. Xin đi qua, xin đi qua ha. Lô này còn cực kỳ đẹp nha, xanh dờn luôn anh em, xanh mướt luôn á. Rồi lô này lô số 23, 6,6 triệu, 6 cây, 1 triệu 1 cây anh em, 1 triệu 1 cây. Lô số 24 là Magu 20 tâm gời, tâm liền luôn anh em. Tiếp tục là Magu 20 tâm liền, lô số 24. Lô này phải nói là cực kỳ đẹp nha anh em, Magu. Mấy cái dòng máy Magu này phải nói là bao mới cho anh em luôn. Rồi lô này thì ta lái là ta lái dài hết luôn ha. Ta lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ nha anh em. Lô số 24, 7 triệu 2, 9 cây, 800 ngàn cây. Đây ta lái là ta lái dài nha anh em. Cực kỳ mới ha. Rồi lô số 24, 7 triệu 2, 9 cây, 800 ngàn cây. Lô số 25 nha anh em. Lô số 25 là Magu 26 ha, tiếp tục là Magu 26 nha anh em. Rồi lô này thì 1 triệu 1 cây luôn nha anh em, 6 cây là 6 triệu 6 ha. Magu 26cc nồng 34 ly. Lô này thì có hai cái ta lái tròn, còn lại là ta lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Magu 26cc nồng 34 ly. Lô số 25, 1 triệu 1 cây nha anh em, Magu 26. Rồi lô này em cũng bao hơi bao lửa cho anh em ha. Máy bên em là em sẽ bao hơi bao lửa, bao đủ đồ cho anh em nha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn. Nắp xăng, nắp e thì bao đủ hết nha anh em. Magu 26cc nồng 34 ly. Magu 20. Xin đi qua ba số ha. Xin đi qua ba số nha anh em. Cơm Masu 2000, 2002 và 2003. Rồi tiếp theo là lô số 26. Lô 26 thì cũng là Magu 26 luôn nha anh em. Tại vì cái lô Magu 26 chiếc này về nó hơi nhiều anh em, cho nên em chia ra cho anh em mình dễ lựa chọn ha. Thì anh em nào chốt số nhiều thì chốt giùm em ba lô luôn anh em. Còn anh em nào chốt ít thì chọn giùm em một hai lô ha. Rồi lô số 26 này là 1 triệu 1 cây luôn. Magu 26cc nồng 34 ly anh em. Tum được còn cực kỳ đẹp ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ. Lô số 26, 6 triệu 6. Magu 26cc nồng 34 ly. Rồi lô 26 anh em, 6 triệu 6. Tiếp theo là lô số 27. Lô số 27 là Magu 23 anh em. Đầu bò chén kẹp theo bao đủ luôn. Tem mát còn cực kỳ đẹp nha anh em. Lô số 27, Magu 23. Tay lái là tay lái dài hết á. Đây Magu 23 nha anh em, cực kỳ đẹp ha. Magu 23 nồng 32 ly. Rồi lô này tổng cộng là 6 cây anh em, 6 cây 900 ngàn cây, 6 cây là 5 triệu 4. Anh em thấy không, Magu về là phải nói là cực kỳ mới luôn. Như máy trong thùng vậy đó. Bên Nhật làm như là cái máy Magu này là nó còn cực kỳ mới anh em. Cái số lượng ra chắc nó ra nhiều lắm cho nên là nó còn rất là mới. Tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 27, 5 triệu 4, 6 cây, 900 ngàn cây. Magu 23. Lô số 28 là Hitachi nha anh em. Hitachi Tanaka, lô này 4 cây anh em, bao đẹp ha. Bao đẹp cho anh em luôn. Hitachi Tanaka. Còn cực kỳ mới, bao hơi bao lửa cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Có ga bóp zin luôn xịn sò. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Lô số 28, 2 triệu 8, 700 ngàn cây anh em, 4 cây là 2 triệu 8. Lô số 28 nha. Lô số 29. Lô 29 là cũng là Hitachi Tanaka luôn nha anh em. Đây Hitachi Tanaka. Con này nó thiếu cái áo bô thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Hitachi Tanaka. Còn cực kỳ mới anh em. Lô số 29 này 3 triệu rưỡi, 5 cây, 700 ngàn cây ha. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Rồi đầu bò chén kẹp theo bao đủ cho anh em luôn. Lô số 29, 3 triệu rưỡi, 5 cây, 700 ngàn một cây. Tanaka Hitachi. Lô số 29. Rồi Magu 26 anh em. Magu 23.
Tanaka Hitachi ha. Tanaka chữ A anh em. Rồi anh em là chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946626585 nha anh em. Em là chí công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi ngày mai thì em mới lên ba lô nha anh em. Đây ba lô thì em mới soạn ra được nhiêu đây thôi ha. Ngày mai thì em mới soạn ba lô ra tiếp nha anh em. Rồi hẹn anh em vào ngày mai thì là ba lô, còn hôm nay là máy cần nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành.